tối ngày 28 tháng 8, Công an huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa cho biết đang xác minh vụ người dân phát hiện thi thể đã bị cháy. Theo Công an, khoảng 6 giờ ngày 18 tháng 8, trong lúc ông Vi Hoàng Thái S, 28 tuổi, chú huyện Khánh Vĩnh, đang di chuyển trên tuyến đèo Khánh Lê để săn mây thì ông Sang phát hiện tại khu vực quốc lộ 27C, xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh có một xe ô tô bị cháy trơ khung nên trình báo công an. Khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bên trong xe ô tô có một tử thi đã bị cháy, các phần tử hữu cơ của thi thể đã thành than, nghi vấn nạn nhân là nam giới. Theo Công an huyện Khánh Vĩnh, để có cơ sở xử lý chính xác, kịp thời vụ việc trên, cơ quan công an đề nghị những người đã trực tiếp chứng kiến hoặc biết thông tin về vụ việc nêu trên, cung cấp những thông tin liên quan, cần thiết cho cơ quan công an.